Khi nói về vấn đề sức khỏe ở Việt Nam, từ khóa được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là ung thư. Dường như ung thư có liên hệ với bất cứ một khía cạnh nào trong cuộc sống này. Thực phẩm bẩn gây ra ung thư, khói bụi độc hại gây ra ung thư, đồ chơi chứa chất độc hại gây ra ung thư, sóng điện thoại gây ra ung thư, ăn đồ chiên nướng gây ra ung thư. Và tất nhiên, nhắc đến bệnh thì phải nhắc đến thuốc. Nếu ai muốn trị bệnh hay phòng ngừa bệnh một cách tự nhiên thì chọn các biện pháp thông qua đường ăn uống, nhất là các siêu thực phẩm như là quả lựu, các loại rau củ quả, bắp, cải xanh, súp lơ, các loại đậu. Còn chọn thuốc thì có vô vàn các loại thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc. Ung thư được nhắc nhiều đến trên báo đài và trong cuộc sống cũng như thế. Nhưng liệu mọi người có thực sự tìm hiểu về bệnh ung thư để hiểu xem nó là cái gì chưa? Hẳn là chúng ta ai cũng từng tự hỏi, sao đến bây giờ mà y học hiện đại như thế rồi vẫn chưa chữa trị được bệnh ung thư? Đây có lẽ là hiểu nhầm phổ biến nhất trong đại chúng khi nhắc đến bệnh ung thư. Chúng ta hay dùng cụm từ bệnh ung thư để chỉ một người mắc ung thư, và vô tình điều đó khiến chúng ta nghĩ rằng ung thư là một loại bệnh. Chúng ta hay nói về thực phẩm phòng ngừa bệnh ung thư, hay là lối ăn uống giúp tránh bị ung thư, hay là các bài thuốc dân gian trị ung thư, cứ như nó là một loại bệnh vậy. Trong khi đó, thực sự, ung thư là một tên chung của hàng trăm loại bệnh khác nhau. Chính xác hơn, cụm từ ung thư được dùng để chỉ cho 100 loại bệnh ung thư khác nhau, và đó là lý do mà vì sao giờ y học hiện đại vẫn chưa trị được bệnh ung thư. Đơn giản là vì y học hiện đại đang cố trị hơn 100 loại bệnh khác nhau, và họ đã trị được một vài cái, có vài cái thì sắp trị được, và vài cái khác thì còn rất lâu về sau nữa mới trị được. Ok, thế bây giờ hãy thử tìm hiểu xem thế nào là ung thư, và các loại ung thư có điểm chung là cái gì? Tế bào trong người chúng ta luôn sinh sôi để tạo ra tế bào mới, để thay cho tế bào cũ, và sự sinh sôi này luôn được kiểm soát. Ví dụ, tế bào móng tay sẽ sinh sôi ra một tế bào móng tay khác, chứ không phải là lông. Thế nhưng, quá trình sinh sản này không phải luôn chính xác, sẽ luôn có tế bào sản sinh không đúng chức năng. Tuy nhiên, chúng sẽ bị cơ chế kiểm soát của cơ thể phát hiện và loại bỏ. Nhưng không may, có những kẻ xấu may mắn thoát được và sinh sôi mạnh hơn, thoát khỏi vòng kiểm soát. Và rồi, xin chia buồn, một lũ ung thư khốn nạn đã ra đời. Và còn tệ hơn, bọn chúng sinh sôi mạnh mẽ và lan qua cả các khu khác trong cơ thể. Khi đó, người ta gọi là di căn. Nhưng di căn không làm thay đổi bản chất của chúng. Tế bào ung thư phổi di căn ra xương thì chúng vẫn là tế bào ung thư phổi, và đó là điểm chung của các loại ung thư. Thế sự khác nhau giữa các loại ung thư là gì? Đó là cách chúng sinh sôi khác nhau và chúng phản ứng khác nhau với những biện pháp điều trị khác nhau. Có tế bào sinh sôi nhanh, có tế bào sinh sôi chậm, và có cái dễ phát hiện, có cái lại ẩn mình nhiều năm, đến lúc bị phát hiện rồi thì bệnh đã vào giai đoạn cuối. Có loại ung thư phải điều trị bằng cách phẫu thuật, có loại ung thư thì lại phải dùng xạ trị. Thường người ta sẽ dùng nhiều biện pháp khác nhau cùng lúc để điều trị bệnh. Và đến khi mà được thông não ra rằng là ung thư không phải là một loại bệnh mà là hàng trăm loại bệnh khác nhau thì bạn sẽ hiểu rằng chả có một cái thứ thực phẩm hay liều thuốc dân gian nào là thần dược để giúp bạn chống ung thư cả. Đơn giản là vì không có thực phẩm nào phòng được 100 loại bệnh cùng một lúc. Nếu bạn ở tuổi 70 là một người khỏe mạnh, không có bất cứ một bệnh tim mạch, đường ruột, thận, máu, não, luôn tập thể dục đều đặn, sống lành mạnh và không dùng rượu bia hay chất kích thích, thì thứ đánh gục bạn sẽ là bệnh ung thư. Theo các dữ liệu thì tuổi già là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư. Chính xác hơn thì theo số liệu ở Mỹ, 60% bệnh nhân ung thư đều ở độ tuổi 65 trở lên. Như đã nói ở trên, ung thư được gây ra khi tế bào trong cơ thể nhân bản lỗi và tạo ra đột biến. Khi con người càng già đi, tế bào trong cơ thể không còn tốt như thời trẻ. Quá trình phân tách tế bào hay bị lỗi hơn và làm tăng khả năng nhân bản lỗi lên cao hơn, bởi vì cơ chế kiểm soát tế bào cũng đã yếu đi. Nói tóm lại là mọi thứ bên trong cơ thể yếu đi và tạo cơ hội cho tế bào ung thư vùng dậy. Chúng ta rất hay nhầm lẫn và nghĩ rằng lối sống hiện đại gây ra ung thư. Chúng ta hay nghe về những người lớn nói rằng thời trước đâu có ai bị ung thư đâu, hay là ung thư là bệnh của thời hiện đại. Thật ra điều này không có đúng. Cách đây 1,6 đến 1,8 triệu năm,
các nhà khoa học đã phát hiện ra những dấu hiệu ung thư trên xương của người tiền sử. Thậm chí là họ còn phát hiện ra những dấu vết của các khối u ung thư trên xương khủng long, rồi dấu vết các bệnh ung thư trên xác ướp Ai Cập hàng nghìn năm về trước. Vậy thì tại sao thời trước ít có ghi chép về bệnh ung thư? Một sự giải thích hợp lý đó là đa số con người thời trước đều chết trẻ. Họ chết trước khi đủ già để gặp bệnh ung thư. Một lý do khác đó là vì con người lúc đó bị quá nhiều loại bệnh khác nhau. Do đó có thể bệnh nhân bị bệnh ung thư nhưng chưa kịp phát hiện dấu hiệu thì đã chết vì bệnh kiết lỵ hay là viêm phổi gì đó rồi. Tất nhiên là còn rất nhiều lý do khác nữa. Nhưng nói ngắn gọn, bệnh ung thư không phải là căn bệnh hiện đại mà đã có từ rất lâu về trước rồi. Đúng vậy, bạn không có đọc sai đâu, thực sự là như vậy đấy. Tế bào ung thư không hề khó diệt chút nào. Bác sĩ chỉ cần tống một đống hóa chất vào là chúng sẽ chết ngoéo. Nhưng câu hỏi triệu đô ở đây là gì? Làm sao để tiêu diệt đống tế bào đấy mà vẫn giữ được mạng sống của người bệnh? Tế bào ung thư nguy hiểm ở chỗ là nó nằm ở những vị trí trọng yếu của cơ thể của con người, như phổi, gan, thận, xương, và những hóa chất dùng để diệt tế bào ung thư cũng sẽ diệt luôn các tế bào khỏe mạnh xung quanh. Nó giống như là lấy máy bay ném bom, giải thảm vào quân khủng bố nấp ở trong khu dân cư vậy. Quân khủng bố chết, nhưng đồng thời cả khu dân cư cũng nát bét. Đó là lý do vì sao mà mọi người thường bị rụng tóc, gầy gò hay nôn mửa, mất cảm giác ăn khi điều trị xạ trị, hóa trị. Bởi vì các hóa chất diệt bệnh ung thư đã tác động xấu lên nội tạng của họ. Bây giờ thì các liệu pháp hiện đại đã giảm nhẹ đi cái vấn đề này rồi. Và để tăng cái độ khó cho vấn đề, mấy tế bào ung thư này không đồng nhất với nhau. Chính xác hơn là trong cùng một khối u, các tế bào ung thư lại phát triển thành các phiên bản khác nhau. Và mỗi phiên bản này lại cần một liệu pháp điều trị khác nhau. Như vậy, một liệu pháp điều trị bệnh tuy có thể diệt được nhiều tế bào ung thư, nhưng vẫn có thể để sót lại những tế bào ung thư khác. Và những kẻ sống sót còn lại này lại tiếp tục sinh sôi, nảy nở và tàn phá cơ thể con người. Đòn tuyệt chiêu mạnh nhất của bọn ung thư này đó chính là chúng cũng có thể tiến hóa. Giống như các tế bào khác trong cơ thể, tế bào ung thư cũng có DNA. Chúng có thể sinh sôi nhờ việc phân tách DNA. Và việc phân tách này lại tạo ra những đột biến của tế bào ung thư. Qua thời gian, cái khối u ung thư ban đầu của người bệnh đã biến thành một thứ hoàn toàn khác. Do đó một người khi bị chuẩn đoán là ung thư phổi và chỉ định phải mổ, mấy tháng sau anh ta quay lại, thì được báo rằng phải đổi sang xạ trị, vì tế bào ung thư của anh đã biến thành một loại khác. Hy vọng đọc tới đây, người đọc có thể hiểu phần nào về bệnh ung thư, cũng như những vấn đề khó khăn khi điều trị bệnh này. Để đối phó với bệnh ung thư, một người cần phải thường xuyên đi khám sức khỏe. Như đã nêu ở trên, có những bệnh ung thư đến giai đoạn cuối mới phát hiện được. Lúc đó thì khả năng cứu hầu như là không còn. Do đó người khỏe mạnh cũng cần đi khám sức khỏe thường xuyên, để không chỉ phát hiện ra bệnh ung thư mà còn phát hiện kịp thời các loại bệnh khác nữa. Khi phát hiện ra có bệnh ung thư, người bệnh chỉ có một cách duy nhất là đi điều trị ở bệnh viện. Đừng bao giờ tin vào những liều thuốc gia truyền hay là những bài thuốc dân gian đọc trên mạng, cũng như là truyền miệng, hay là tin rằng ăn những loại siêu thực phẩm thì sẽ khỏi bệnh, không cần gặp bác sĩ. Làm như thế thì tốn tiền mà thời gian sống thì lại bị rút ngắn thêm và chất lượng cuộc sống thì còn tồi tệ đi. Bệnh ung thư mà không được chữa trị thật sự rất tệ. Chính vì vậy, có những người bị ung thư giai đoạn cuối rồi, không còn hy vọng gì nữa, nhưng họ vẫn quyết định đi điều trị để mau được chết nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.